Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Syria, Nicaragua, Cuba và Venezuela ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, còn Trung Quốc thì sao? Sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập cho hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk chỉ mới nhận được sự ủng hộ của Syria, Cuba, Nicaragua, Venezuela là bốn nước thành viên của Liên Hợp Quốc. Lời ủng hộ tương tự cũng đến từ ba thực thể như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tại phía đông của Ukraine. Tuy thế, ba thực thể này cũng là sản phẩm của Nga và chỉ được Moscow công nhận sau khi các cuộc chiến thời hậu Liên Xô, mà không có tư cách thành viên của Liên Hợp Quốc hay các tổ chức quốc tế khác. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì phiên họp đặc biệt của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hôm 21 tháng 2, trong bối cảnh một có ý kiến nói là trình diễn thể hiện quyền lực. Tổng thống Nicaragua Daniel tuy thế đã nêu ra các diễn giải riêng về tình hình ở Donbass. Theo nhà chính trị Marxist ở châu Mỹ Latin, ông nói họ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để hai nước Cộng hòa này nhập vào Liên bang Nga. Ông Ortega cũng tin rằng việc Ukraine muốn vào NATO là đe dọa cho an ninh của Nga, và ông hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Putin. Hôm thứ Ba, ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ-Hoa Kỳ khi trả lời phỏng vấn tại dinh thự ở Florida, cũng khen Putin là có động tác thiên tài khi đưa quân vào Donbass. Điều này khiến quan điểm của ông Trump khác hẳn với cách nhìn của đương kim Tổng thống Mỹ Biden, người nói là quân Nga đã lực lượng xâm lăng. Toàn bộ cuộc phỏng vấn với ông Trump được đăng ở trang riêng của hai nhân vật truyền hình Mỹ là Clay và Booth. Dư luận quốc tế nay cũng chú ý đến lịch sử của Donetsk và Luhansk theo các thống kê khác nhau. Donetsk hiện có chừng 2,3 triệu dân giảm đi so với trước và Luhansk có 1,5 triệu người. Là thành phố lớn thứ 5 của Ukraine, Donetsk từng mang tên là Stalino theo tên của nhà độc tài Liên Xô đã chết năm 1953. Còn Luhansk từng mang tên một nguyên soái Liên Xô gọi là Voroshilov. Những người nói tiếng Nga xuất hiện khi nhiều công nhân Nga được cử đến đó sau Thế chiến thế giới lần thứ hai trong thời kỳ Liên Xô. Cũng hiện chưa rõ Nga sẽ phải bao cấp hai xứ sở này ra sao và tốn kém bao nhiêu mỗi năm. Cả hai được Nga công nhận độc lập nhưng hoàn toàn phụ thuộc Nga về kinh tế, quân sự. Đây là hình ảnh bản đồ khu vực miền đông Ukraine và Nga. Vùng Donbass ở miền đông nam Ukraine bao gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Vào năm 2014, khi đó, sau cuộc biến động chính trị tại Ukraine và Crimea được sát nhập vào Nga một cách bất hợp pháp, lực lượng Donetsk và Luhansk thực hiện cuộc trưng cầu dân ý và tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk cũng tự xưng. Hai khu vực này đã ngay lập tức bị phương Tây áp dụng lệnh trừng phạt và các cô lập về kinh tế. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 23 tháng 2 đưa ra nhận xét của các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ bị ảnh hưởng rất hạn chế với tối thiểu từ lệnh trừng phạt nào đó của phương Tây đối với Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine vào hôm 21 tháng 2. Họ còn nhận xét Trung Quốc thậm chí có khả năng hưởng lợi từ một cuộc xung đột tiềm ẩn, với giá dầu rẻ hơn cho nước này, vẫn theo bài báo chia sẻ. Trung Quốc có thể lấy dầu với giá rẻ vì Nga sẽ mất thị trường ở châu Âu. Vì vậy, giá thế giới có thể tăng, nhưng với Trung Quốc thì không. Đó là những gì đã xảy ra vào năm 2014 sau khi Nga sát nhập Crimea. Tiến sĩ David, Giám đốc Công ty Tư vấn Xuyên Quốc gia Trung Quốc đã nói như vậy với tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Bài báo cũng trích lời Anna, phó giáo sư tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, chia sẻ. Tác động đối với hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc sẽ khá hạn chế, chủ yếu là do các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty kinh doanh với Donetsk và Luhansk. Đây là hình ảnh vào năm 2018, khi đó hai nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ có cuộc thảo luận. Trung Quốc đã làm ăn với các công ty năng lượng của Nga mà bị lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm đến như Novatek, và hình thức mà hai bên sử dụng là hợp tác giữa các quốc gia doanh nghiệp nhà nước
và tài trợ của các ngân hàng quốc doanh. Điều này giúp tránh được thiệt hại, vị giáo sư đã nói thêm. Trong cuộc gặp mặt giữa ông Tập và ông Putin trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, hai nước đã đồng ý thỏa thuận để Nga cung cấp cho Trung Quốc 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng chia sẻ. Giáo sư Anna cũng nhận định thêm rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu công nghệ cao sang Nga có khả năng thúc đẩy Moscow tìm kiếm hợp tác công nghệ cao hơn với Trung Quốc, mang lại cơ hội cho các dự án song phương sử dụng công nghệ của Trung Quốc. Charles Dan, người đứng đầu khoa học kinh tế chính trị thuộc Đại học tại Hồng Kông, thì thẳng thắn nêu quan điểm của mình như sau. Tác động với Trung Quốc sẽ ở mức tối thiểu. Các lệnh trừng phạt sẽ làm tổn thương Mỹ nhiều hơn. Tuy nhiên, bà Trần Phương Anh, thành viên cấp cao của Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, một tổ chức tư vấn của chính phủ có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng căng thẳng địa chính trị đã làm gián đoạn thị trường dầu thô và nó có thể ảnh hưởng đến Trung Quốc vì nước này nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nhưng Bắc Kinh cũng từ chối đưa ra quan điểm rõ ràng về vấn đề này, bất chấp sức ép từ quốc tế và Washington. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi những lo ngại về an ninh của Nga là chính đáng và nói có những lo ngại đó cần được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc. Hôm thứ Hai, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã đi xa hơn và nói thẳng thừng rằng Trung Quốc không đồng ý với các tuyên bố của Hoa Kỳ, theo đó cho rằng Nga đang đe dọa hòa bình quốc tế. Ông Trường cũng chỉ trích việc Hoa Kỳ triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông ví hành động này là ngoại giao qua loa, điều sẽ không có lợi cho các cuộc đàm phán. Với những gì đang thể hiện trong bài phát biểu ngoại giao, Trung Quốc cho thấy đường lối chính thức của họ đối với cuộc khủng hoảng này là tỏ ra thận trọng, thôi sự ủng hộ Nga sử dụng vũ lực đối với các quốc gia láng giềng thuộc Liên Xô cũ. Và sự việc đã xảy ra đúng vào thời điểm tâm lý bài phương Tây đang bùng lên ở Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng Ukraine được coi là một ví dụ nữa về những thất bại của phương Tây. Theo quan điểm của Trung Quốc, chính NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo mới là kẻ bách nạt từ khi từ chối tôn trọng quyền chủ quyền của các quốc gia khác như Nga và Trung Quốc trong việc bảo vệ lãnh thổ của họ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo thì nói đây là mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó hơn bao giờ hết giữa Trung Quốc và Nga. Lớp phòng thủ cuối cùng bảo vệ trật tự thế giới, họ nói. Trong khi một tường thuật của Tân Hoa Xã nói rằng Hoa Kỳ đang cố chuyển hướng sự chú ý trong nước và làm hồi sinh tầm ảnh hưởng của mình đối với châu Âu. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy các đơn vị thiết giáp của Nga diễn tập gần khu huấn luyện ở gần Vunovech vào ngày 26 tháng 11. Giám đốc chính sách viện của Booking, Brandt, lưu ý rằng một số lời khoa trương này đã được tung ra bằng nhiều ngôn ngữ trên tweet vốn bị cấm ở Trung Quốc trong nỗ lực nhằm định hình cách mà cả thế giới nhìn vào Hoa Kỳ và NATO. Tôi nghĩ mục tiêu ở đây là làm suy yếu quyền lực mềm của Hoa Kỳ, làm hoen ố sự uy tín và sức hấp dẫn của thể chế tự do, cũng như làm mất uy tín truyền thông cởi mở. Bà nói với đài truyền hình BBC và nói thêm rằng đây là một ví dụ về cách Bắc Kinh thường xuyên khách đại các luận điểm của Điện Kremlin về Ukraine khi chúng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Một số chuyên gia tin rằng Trung Quốc và Nga ngày nay đã gần gũi và có lẽ gần hơn bao giờ hết kể từ thời Stalin và Mao Trạch Đông. Cuộc khủng hoảng Crimea vào năm 2014 ở Ukraine được coi là đã đẩy Nga tiến gần hơn vào vòng tay của Trung Quốc. Quốc gia đã đề nghị hỗ trợ kinh tế và ngoại giao cho Moscow trong bối cảnh quốc tế cô lập Nga. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai nước ngày một tốt lên. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong nhiều năm và thương mại song phương đạt mức cao mới là 147 tỷ đô la vào năm ngoái. Hai nước cũng đã ký một lộ trình quan hệ quân sự chặt chẽ hơn vào hồi năm ngoái trong khi đẩy mạnh các cuộc tập trận chung. Và Nga thì luôn ủng hộ Trung Quốc vì lập trường của họ tại Biển Đông. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trong nhóm các nước độc tài trên chỉ số dân chủ toàn cầu. Chỉ số dân chủ toàn cầu vào năm 2021 mới được Economist công bố tiếp tục xếp hạng Việt Nam vào nhóm các quốc gia độc tài trong bối cảnh nền dân chủ trên toàn thế giới bị đảo ngược và chế độ độc tài được củng cố hơn trong năm qua.
Việt Nam được xếp hạng thứ 131 trên tổng số 167 quốc gia và lãnh thổ trên bảng chỉ số của tổ chức này. Một nhóm nghiên cứu và phân tích của tập đoàn Economist với thứ hạng tăng dần cho các nước có ít dân chủ nhất. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam bỏ phiếu trong đại hội lần thứ 13 vào hồi tháng 1 năm 2021. Và thông qua những trò bầu cử này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gạt người dân ra khỏi cuộc sống và sự quyết định của đất nước. Cùng với Trung Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Lào và Campuchia và Afghanistan, Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia độc tài của khu vực châu Á và châu Úc. Việt Nam chỉ ghi được có 2,95 điểm trên thang 10 điểm, trong khi chỉ số dân chủ trung bình trong khu vực là 5,46 và trên toàn cầu là 5,28. Na Uy là có chỉ số dân chủ cao nhất tới 9,75 điểm. Đánh giá của tổ chức này được công bố vào hôm 10 tháng 2 năm 2022 dựa trên 5 tiêu chí bao gồm quy trình bầu cử, đa nguyên, hoạt động của chính phủ, sự tham gia chính trị, văn hóa chính trị và quyền tự do dân sự. Việt Nam, nơi có Đảng Cộng sản cầm quyền, không ghi được điểm nào về quy trình bầu cử và đa nguyên. Các chỉ số về hoạt động của chính phủ, sự tham gia chính trị và quyền tự do dân sự cũng đều ở mức rất thấp. Văn hóa chính trị là hạng mục mà Việt Nam có thang điểm cao nhất khi được ghi là 5 điểm. Kể từ khi tổ chức này đưa ra chỉ số dân chủ vào năm 2006, Việt Nam luôn nằm trong các nhóm quốc gia có ít dân chủ nhất thế giới và được coi là một chế độ độc tài. Theo tổ chức này, quá trình dân chủ hóa suy giảm mạnh vào năm 2021 với tỷ lệ người dân sống trong các nền dân chủ giảm xuống dưới 50% và các chế độ độc tài, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, ngày càng được củng cố. Báo cáo mới nhất của tổ chức này cho thấy nền dân chủ đã phải trải qua sự suy giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 2010 khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến những thất bại lớn. Báo cáo còn cho biết rằng việc đàn áp của Trung Quốc đối với Hồng Kông và Tân Cương cũng như sự sụp đổ của chính quyền dân sự ở Myanmar cùng với sự tiếp quản của Taliban ở Afghanistan là những yếu tố góp phần làm cho củng cố các thể chế độc tài ở châu Á. Ngoài ra, cũng theo tổ chức này, các chính phủ đã tận dụng đại dịch COVID-19 để hạn chế quyền tự do đi lại, lập hội và ngôn luận cũng như sử dụng nó như là một cái cớ để kiềm chế các tiếng nói bất đồng cũng như kìm hãm phe đối lập. Đây là hình ảnh ở Bình Dương, một phụ nữ đang dạy yoga bị phá khóa cửa và cưỡng xét nghiệm COVID-19, gây phẫn nộ dư luận trong và ngoài nước. Việt Nam đã bị tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế xếp vào trong số 83 chính phủ trên thế giới dùng đại dịch COVID để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân. Việt Nam chưa lên tiếng trước báo cáo của tổ chức này, nhưng Thủ tướng Việt Nam lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hồi tháng 10 năm 2018 tại Viên nói rằng Việt Nam là một quốc gia dân chủ, chúng tôi lên án mọi chế độ độc tài. Thống kê của tổ chức này cho biết 59 quốc gia độc tài trên toàn thế giới trong năm 2021 có tăng 2 so với năm trước đó. Hai quốc gia độc tài mới được ghi nhận thuộc Đông Âu và khu vực Mỹ Latin và Caribe. Trong thống kê của tổ chức này, trên 165 quốc gia độc lập và hai vùng lãnh thổ, 5 nền dân chủ đứng đầu thế giới bao gồm Na Uy, New Zealand, Phần Lan, Thụy Điển và Iceland. Theo thứ tự từ cao xuống, Mỹ không nằm trong nhóm các nước có nền dân chủ hoàn toàn mà được xếp vào nhóm các nước còn nền dân chủ thiếu sót. Đây là hình ảnh một cuộc biểu tình phản đối những hạn chế người dân vì lý do COVID-19 tại Bắc California, Hoa Kỳ. Trong khi đó, nhóm 5 quốc gia đứng cuối bảng với chỉ số dân chủ thấp nhất cũng đồng nghĩa với việc là các chính thể độc tài bao gồm Afghanistan, Myanmar, Bắc Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi tính từ dưới lên trên. Trong số này có 3 nước thuộc khu vực châu Á. Trong tổng số 28 quốc gia ở khu vực châu Á và châu Úc, có 5 nước hoàn toàn dân chủ bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc và New Zealand. Khu vực này có 10 nước có nền dân chủ còn thiếu sót, trong đó có Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Và 6 chính thể đang trong giai đoạn chuyển đổi gồm Bangladesh, Bhutan, Fiji
Hồng Kông, Nepal và Pakistan. Các quốc gia phát triển ở Tây Âu tiếp tục chiếm đa số các nền dân chủ hoàn toàn khi có tới 12 trong tổng số 21 nước thuộc nhóm này trong năm 2021. Việt Nam cũng phản đối việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada đã trao giải thưởng tự do báo chí cho nhà báo tự do Phạm Đoàn Trang, hiện đang phải thụ án tù, và cho rằng việc hai quốc gia phương Tây trao giải cho một người vi phạm pháp luật Việt Nam không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Hà Nội. Chính phủ Anh và Canada đã công bố trao giải thưởng tự do truyền thông năm 2022 cho bà Phạm Đoàn Trang, là nhà báo bất đồng chính kiến nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam, tại hội nghị tự do báo chí Tallinn, Estonia vào hôm 10 tháng 2. Đây là hình ảnh Quốc vụ Khanh Anh Lord Ahmad và Bộ trưởng phụ trách Nam Á và khối thịnh vượng chung của Anh vinh danh bà Phạm Đoàn Trang hôm 10 tháng 2 năm 2022. Đây là giải thưởng mới nhất dành cho bà Phạm Đoàn Trang, người được quốc tế công nhận về những hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, nơi có ít tự do báo chí và thường bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém. Phản ứng trước việc này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao tại Hà Nội, bà Phạm Thu Hằng cho rằng việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải thưởng cho bà Trang, người mà chính quyền Việt Nam xem là một cá nhân vi phạm pháp luật, là một hành động thiếu khách quan và không phù hợp. Trả lời yêu cầu bình luận của nhóm phóng viên về việc trao giải thưởng, bà Hằng hôm 18 tháng 2 nói rằng nhà báo bất đồng chính kiến 44 tuổi đã bị bắt giữ và xét xử do có những hành động vi phạm pháp luật nhiều lần nghiêm trọng. Bà Trang bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2020 và bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước vào tháng 12 năm ngoái. Các chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối việc kết án này của chính quyền Việt Nam. Theo phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Trang đã liên hệ với các tổ chức và các cá nhân ở nước ngoài xuất bản các ấn phẩm trái phép có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, kích động các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Hằng nói đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Ngoài việc đồng sáng lập trang Lật Khoa Báo Chí, một hình thức báo chí độc lập tại Việt Nam, bà Trang còn có tác giả rất nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản trong nước, bao gồm Chính trị bình dân và Phản kháng phi bạo lực. Đây là hình ảnh ba cuốn sách do bà Phạm Đoàn Trang viết, bao gồm Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tổ và Phản kháng phi bạo lực. Trước khi bị bắt, bà Trang cùng ông Vũ Nguyễn, công dân tại Mỹ gốc Việt, từng bị giam giữ ở Việt Nam, công bố bản cáo trạng đồng tâm, trong đó đưa ra những vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội trong vụ vây và bố giáp gây chết người vì tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân ở làng Đồng Tâm. Quốc vụ Anh Lord Ahmed gọi bà Trang là nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Canada gọi nhà báo Việt Nam kết án tù là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền khi trao giải cho nhà hoạt động dân chủ đang bị cầm tù của Việt Nam. Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18 tháng 2 cảnh báo rằng hành động trao giải thưởng của Bộ Ngoại giao Anh và Canada cho bà Trang sẽ không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Anh và Canada chưa đưa ra phản ứng gì trước phản đối của Việt Nam về việc trao giải thưởng cho bà Phạm Đoàn Trang, người được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF trao giải thưởng tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng vào năm 2019. Việt Nam đã bị tổ chức ESF cho vào nhóm các nước ít có tự do báo chí nhất trên thế giới và cũng là một trong những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Tuy nhiên, bà Hằng vào hôm 18 tháng 2 khẳng định rằng Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin.